Em mến chào quý bà con và các bạn đến với nhà vườn của em Lan nha. Hôm nay mình tiếp tục giao lưu hoa giấy thành phẩm có nhiều màu nha bà con. Cây dáng bonsai đẹp rực rỡ hoa. Giờ bà con mình chơi Tết nha. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu với nhà vườn á. Anh chào Lan. Dạ em chào anh Liêm, dạ em chào quý cô chú quý anh chị ạ. À. Dạ thì địa chỉ nhà vườn của em á là ở Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Dạ số điện thoại cũng là số Zalo của em, dạ 0763234343. Dạ hôm nay em có một số mặt hàng hoa giấy thành phẩm muốn giao lưu đến quý cô chú quý anh chị ạ. À. Dạ em rất mong mọi người thân tình ủng hộ em nha. Rồi, em xin phép lên combo số 1 luôn cho mình nha, hai cây. Một cây cam cầu vồng với lại một cây cẩm thạch tím. Cẩm tím tím lụa. Tím lụa. Dạ. Rồi em xin phép đo thông số cho mình ạ. Dạ tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 54. Dạ tán là 41. Thì hoành củ ở đây em đo được cho mình dạ là 10 ạ. Rồi combo 1 em trả lưu cho mình là 260 combo 1. Rồi. 260 combo 1. Rồi em xin phép xuống combo 1 ạ. Em lên tiếp cho mình combo 2. Combo 2 là một cặp. Cẩm thạch tím. Cẩm thạch tím. Dạ. Bông. Cây dáng mini bonsai nha bà con. Phơm vàng đặc. Rồi, em xin phép đo thông số luôn ạ. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 56 ạ. Dạ tán là 38. Thì hoành củ ở đây em đo được cho mình dạ là 12 nha. Rồi combo 2 này em giao lưu cho mình là 280, combo 2 280. Hai cây. 280 combo 2. Rồi, em xin phép xuống combo 2 nha. Em lên tiếp cho mình combo 3. Combo 3 là một cặp cẩm thạch Sakura Malaika. Rồi, combo 3. Dòng lá nhỏ siêu bông bà con ơi. À. Cây được ghép vô cái đế đẹp ha. Combo dạ. 3. Rồi em xin phép đo thông số cho mình luôn nha. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 53 ạ. Dạ tán là 37. Thì hoành củ ở đây em đo được cho mình dạ là 18. Rồi combo 3 này em giao lưu cho mình là 480. 480 combo 3. Rồi em xin phép xuống combo 3 nha. Hai cây đang rực hoa luôn ha. Dạ. Rồi em lên tiếp cho mình combo 4. Combo 4 là một cặp cánh tiên. Combo 4. Cánh tiên đang bông rực rỡ luôn. Dạ. Đây, kẹo nụ hết luôn mà con ơi. Quá chừng này. Rồi, em xin phép đo thông số cho mình luôn ạ. À. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 46 ạ. À. Dạ tán là 34. Thì hoành củ ở đây em đo được cho mình dạ là 8. Combo rồi. Số 4. Combo số 4 này em giao lưu cho mình là 260 nha. 260 combo số 4. Tất cả các đơn hàng nhà vườn đều bao ship hết luôn nha bà con. Dạ. Bao ship tặng tới cho bà con mình luôn. Rồi, em xin phép xuống combo 4 ạ. À. Em lên tiếp cho mình combo 5. Combo 5 là một cặp ngũ sắc thái. Cặp ngũ sắc thái mini. Để tiết kiệm chi phí cho bà con mình, không chơi được cây lớn thì bà con mình chơi được những cây nhỏ nhỏ vậy ha. Cũng có củ đế dáng đẹp. Đây. Rồi. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình dạ 59 à. Dạ tán là 62. Thì hoành củ ở đây em đo được cho mình dạ là 10 nha. Rồi, combo số 5 này em giao lưu cho mình là 460. 460 combo 5. Cây hiện tại đủ 5 màu thái luôn dạ. Rồi con. À, cây này em có tách lẻ nha anh Liêm. Một cây tách lẻ em để cho mình là giá 250 nha anh Liêm. 250k cho dạ. Một cây. Rồi, em xin phép xuống combo 6 ạ. À. Em lên tiếp cho mình combo 7. Combo 7. Combo 7, một cặp cẩm thạch tím siêu hoa. Hàng đang đủ dữ dằn nha, bà con mình về chơi Tết luôn. Rồi, em xin phép đo thông số cho mình luôn à. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình dạ 44 à. Tán là 27. Thì hoành củ ở đây em đo được cho mình là 14. Rồi, cặp này em giao lưu cho mình là 340 ạ. À. 340 cho hai cây. Bà con mình về vô chậu kiểu. Bonsai thì dáng rất là đẹp nè. Dạ rồi, em xin phép xuống cho mình combo 7 ạ. À. Em lên tiếp cho mình combo 8. Combo 8. Tiếp theo, combo số 8. Dạ. Gồm có trắng tuyết, tím tuyết, hồng tuyết và rồi. Lồng đèn vàng. Rồi, em xin phép đo thông số cho mình luôn ạ. À. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 62 ạ. À. Dạ, tán là 49. Thì hoành củ ở đây em đo được cho mình dạ là 11 ạ. À. Rồi combo 8 này em giao lưu cho mình là 290 nha. 290 combo 8. Rồi. Em xin phép xuống combo 9 ạ. À. Em lên tiếp cho mình combo 10. Combo 10. Hai cây ngũ sắc. Thái năm dạ. Màu nha bà con. Đế đẹp. Sổ đế quái. Em xin phép đo thông số cho mình luôn ạ. À. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 66 à. Dạ tán là 51.
Thì hoành củ ở đây em đo được cho mình dạ là 14 ạ. Rồi combo 10 này em giao lưu cho mình là 460. Tách lẻ thì em để cho mình 250 một cây nha. Cây này đủ 5 màu hết luôn nha anh Liêm. Đủ 5 màu phái, 5 mặt hoa luôn bà con ơi. Dạ rồi. Để bà con mình chơi Tết nha, hàng này hàng nụ. Rồi em xin phép xuống combo 10 cho mình ạ. Em lên tiếp cho mình combo 11. Combo 11. Cặp rượu vang. Rượu vang. Dạ. Rồi em xin phép đo thông số cho mình luôn. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 46 à. Dạ tán là 43. Thì hoành củ ở đây em đo được cho mình là 8. Rồi combo 11 này em giao lưu cho mình 260. Cây này bông nó hơi già bông. Rồi 260. Rồi em xin phép xuống combo 11 nha. Em lên tiếp cho mình combo 12. Combo 12. Combo 12. Rồi em xin phép đo thông số cho mình. Một cặp cẩm thạch tím siêu bông ạ. Rồi tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 49 à. Dạ tán là 38. Thì hoành củ ở đây em đo được cho mình dạ là 8 ạ. Rồi combo 12 em giao lưu cho mình là 260 cho combo 12. Rồi em xin phép xuống combo 12 ạ. Em lên tiếp cho mình combo 13. Combo 13. Cặp 5 màu thái. Dạ. Ủa cái cặp này nó đẹp anh em ơi. Đây, cây này búp nụ nhiều nha bà con. Cây này thì tàn nó thả hơn, bo nó dài hơn. Rồi, em xin phép đo thông số cho mình luôn nha. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 55. Dạ, tán là 53. Thì hoành củ ở đây em đo được cho mình dạ là 12 nha. Rồi combo 13 này em giao lưu cho mình là 460 cho một combo 13. Em tách lẻ thì cũng giá 250 một cây à. Dạ rồi, em xin phép xuống combo 13. Tiếp tục em lên cho mình combo 14. Combo 14. Cẩm thạch tím. Dạ. Dòng siêu hoa truyền thống. Rồi em xin phép đo thông số luôn cho mình nè. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 52. Dạ tán là 32. Thì hoành củ ở đây em đo được cho mình là 12. Rồi combo 14 em giao lưu cho mình là 260 cho combo 14. Combo 14 260. Rồi em xin phép xuống combo 14 nha. Tiếp tục em lên tiếp cho mình là combo 15. Combo 15. Cũng là một cặp cẩm thạch tím luôn. Cẩm thạch tím siêu hoa. Dạ. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 44 à. Dạ tán là 36. Thì hoành củ ở đây em đo được cho mình dạ là 9 ạ. À. Rồi. Combo 15 em giao lưu cho mình 260 combo 15. Rồi em xin phép xuống combo 16 ạ. À. Em lên tiếp cho mình combo 17 là một cặp thái. Combo 17. Ngũ sắc thái. Dạ. Rồi em xin phép đo thông số cho mình luôn nha. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình dạ 51 à. Dạ tán là 41. Thì hoành củ ở đây em đo được cho mình là 11. Dạ combo 17 này em giao lưu cho mình là 460. Rồi em xin phép xuống combo 17 à. Em lên tiếp cho mình combo 18. Combo 18. Cẩm thạch bonsai nha bà con. Dạ. Dáng cây tàn thông rất đẹp luôn. Rồi em xin phép đo thông số luôn cho mình nè. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 51. Dạ, tán là 28. Hoành củ ở đây em đo được cho mình 13. Còn bé bên đây là chiều cao em đo được cho mình là 62. Dạ, tán là 35. Thì hoành củ ở đây em đo được cho mình dạ là 12 luôn nha. Rồi, combo 18 này em giao lưu cho mình là 460. Cây dáng rất là đẹp luôn nha. Dạ. Gọn gọn xinh xinh. Rồi, em xin phép xuống combo 18 nha. Tiếp tục em lên cho mình combo 19. Combo 19. Một cây tàn thông. Dạ. Combo 19. Rồi, em xin phép đo thông số luôn cho mình nè. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 78. Dạ tán là 38. Thì hoành củ ở đây em đo được cho mình là 16 nha. Rồi, combo 19 này em giao lưu cho mình là 520. Combo 19 520. Rồi, em xin phép đo cây bên đây luôn ạ.
Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 75 ạ. Dạ, tán là 40. Thì hoành củ ở đây em đo được cho mình, dạ là 17 luôn nha. Rồi, thì combo 19 này em giao lưu cho mình là 520. Dạ, em xin phép xuống combo 19 ạ. Em lên tiếp tục cho mình là combo 20, cũng là combo cuối clip của em luôn. Combo 20. Cây tàn phơm thì tàn thông, chi cành đều, tàn rất là mịn luôn bà con ơi. Rồi, em xin phép đo thông số luôn cho mình. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 79 à. Dạ, tán 54. Thì hoành củ ở đây em đo được cho mình dạ là 17 à. Rồi, còn cây bên đây là tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 87. Dạ, tán là 48. Thì hoành củ ở đây em đo được cho mình dạ là 13. Rồi, combo 20 này em giao lưu cho mình là 760 ngàn ạ. Combo 20 760 ngàn. Dạ, cuối clip thì em cũng xin cảm ơn anh Liêm. Dạ, em cảm ơn quý cô chú, anh chị thời gian qua đã thương tình ủng hộ em cũng như ủng hộ kênh của anh Liêm ạ. Em chúc gia đình mình có thật nhiều sức khỏe nha, có nhiều niềm vui trong cuộc sống và thương tình ủng hộ em. Dạ, em chào. Rồi, anh cảm ơn Lan nha. Mến chào bà con, hy vọng bà con mình ủng hộ nhà vườn em Lan. Còn rất là nhiều hoa đẹp đang chờ đón bà con mình nha. Bye bye bà con ạ, chúc bà con mình